Chào các anh em CL của Senprin. Mùa sale cuối năm đã gần đến và các sản phẩm IOP tại Sen luôn là lựa chọn hàng đầu cho các anh em viết sale giai đoạn này. Hôm nay em Giang sẽ chia sẻ thêm cho các anh em một bí kíp để có thể nhân 3, nhân 4 doanh thu cùng tính năng upsell tại Senprin. Một tính năng rất đơn giản nhưng có thể các anh em newbie chưa biết hoặc ít biết đến, đó là gợi ý mua thêm sản phẩm. Theo nghiên cứu, có 3 thời điểm thích hợp để gợi ý thêm các sản phẩm khác cho khách hàng, đó là các sản phẩm liên quan, khi xem giỏ hàng và sau khi khách đặt đơn thành công. Hãy cùng em Giang đi vào cài đặt tính năng này cho các sản phẩm IOP nhé. Cách đầu tiên là chúng ta đưa các campaign có cùng chủ đề vào một collection và hệ thống của Semrin sẽ tự động hiển thị các campaign trong cùng một collection tại cả 3 thời điểm trên. Một cách làm vô cùng tiện lợi để tiết kiệm thời gian cho các anh em CL. Cách thứ hai sau đây có thể giúp các anh em target được vào các campaign hoặc collection cụ thể. Tại 3 mục cài đặt Related Product, Shopping Cart và Post Sale, chúng ta có thể lựa chọn cài đặt cho hiển thị các campaign hoặc collection mà mình muốn khách tiếp cận nhiều nhất. Với hai cách cài đặt upsell này, các anh em có thể dễ dàng để giới thiệu thêm các sản phẩm AOP của mình đến khách hàng, đồng thời giúp giao diện store trông đầy đủ và bắt mắt hơn. Các anh em seller hãy liên hệ ngay với đội ngũ support của Sen để được tư vấn và trải nghiệm tính năng này ngay nhé.